lại nữa thiện hiện tất cả hữu tình phát biểu ra lời nói là hoặc có sắc hoặc không có sắc hoặc có tưởng hoặc không có tưởng hoặc chẳng phải có tưởng chẳng phải không có tưởng hoặc thế giới này hoặc tất cả thế giới khác trong mười phương các hữu tình ấy tâm an tịnh hoặc tâm tán loạn tất cả như lai ứng tránh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa đều biết như thật Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng tránh đẳng giác biết như thật tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình ấy? Này thiện hiện tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác do Pháp tánh nên biết như thật tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình ấy bạch thế tôn vì sao như lai ứng tránh đẳng giác do pháp tánh nên biết như thật tâm an tịnh tâm tán loạn của các loại hữu tình ấy này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác biết như thật trong pháp tánh pháp tánh còn chẳng thể nắm bắt được huống là có tâm an tịnh tâm tán loạn này thiện hiện như lai ứng tránh đẳng giác ấy do pháp tánh nên như thật biết tâm an tịnh tâm tán loạn của các loại hữu tình lại nữa thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác do tận do ly nhiễm do diệt do đoạn do tịch tịnh do viễn ly nên như thật biết tâm an tịnh tâm tán loạn của các loại hữu tình. Bạch thế tôn vì sao như lai ứng tránh đẳng giác do tận do ly nhiễm do diệt do đoạn do tịch tịnh do viễn ly nên như thật biết tâm an tịnh tâm tán loạn của các loại hữu tình này thiện hiện, tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác như thật biết tận, đi nhiễm, diệt, đoạn, tịch tịnh, viễn ly, do tánh của tận, vân vân còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có tâm an tịnh, tâm tán loạn này thiện hiện như lai ứng tránh đẳng giác ấy nương bát nhã ba la mật đa sâu xa do tận vân vân nên như thật biết tâm an tịnh tâm tán loạn của các loại hữu tình ấy lại nữa thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết các loại hữu tình ấy có tâm tham tâm lìa tham có tâm sân tâm lìa sân có tâm si tâm lìa si Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng tránh đẳng giác như thật biết các loại hữu tình ấy, có tâm tham, tâm lìa tham, có tâm sân, tâm lìa sân, có tâm si, tâm lìa si. Này thiện hiện tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác như thật biết các loại hữu tình ấy, có tánh như thật của tâm tham sân si, chẳng phải có tâm tham sân si, chẳng phải lìa tâm tham sân si. Vì sao? Vì trong tánh như thật tâm tâm sở pháp còn chẳng thể nắm bắt được huống là có tâm tham sân si tâm lìa tham sân si này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác như thật biết tánh như thật của tâm lìa tham sân si của các loại hữu tình ấy chứ chẳng phải có tâm tham sân si chẳng phải lìa tâm tham sân si vì sao vì trong tánh như thật tâm tâm sở pháp còn chẳng thể nắm bắt được huống là có tâm tham sân si tâm lìa tham sân si này thiện hiện như lai ứng tránh đẳng giác ấy đương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật biết có tâm tham, tâm lìa tham, có tâm sân, tâm lìa sân, có tâm si, tâm lìa si của các loại hữu tình ấy.